Sáng 16 tháng 8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 8, quận Tân Bình xác nhận Công an phường phối hợp đội Cảnh sát Hình sự, đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh làm việc với tài xế trong vụ cô gái nằm trên nắp capo ô tô la hét, kêu cứu. Cô gái trong clip sáng nay cũng lên làm việc với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc. Lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an quận Tân Bình cho biết đội đang phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân cũng như có hướng xử lý. Hôm 15 tháng 8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông sau khi nói chuyện với một cô gái, người cầm điện thoại quay clip thì người này mở cửa vào ô tô rồi lái xe đi. Cô gái đứng trước đầu ô tô, xe nhích tới thì cô gái bị hất lên và tài xế chở cô gái đi một đoạn đường dài. Trong lúc nằm trên nắp capo và bị ô tô chở đi, cô gái vẫn cầm điện thoại quay clip, liên tục la hét kêu cứu, van xin tài xế dừng lại nhưng người này vẫn chạy. Sau đó người đàn ông đã dừng xe để cô gái leo xuống và rời đi.